Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nhận 20.000 đồng cái đồng CBC nha. Tất cả các anh em thì nó đến trên sàn Bithumb này nè. Thì đầu tiên anh em mình hướng dẫn đăng ký và KYC level 1 thì mình đã để dưới phần video đó. Giờ mình hướng dẫn anh em KYC level 2 để mình có thể rút tiền min tối thiểu tối đa nha tất cả anh em. Là chương trình đó là 100 CBC này nè. Rồi đầu tiên anh em click vào phần đầu gạch đầu ngữ của mình nè. Hoặc anh em có thể lên trên KIC trên trang web cũng được người ta anh em. Anh em bấm vào nút level 2 nè. Rồi anh em bấm vào nút submit level 2 nè. Rồi đầu tiên anh em chọn quốc gia Việt Nam anh em. Thì cái thứ hai là anh em chọn KIC bằng ID card nha tất cả anh em. Dòng thứ ba là anh em ghi số số chứng minh ID của mình nha. Rồi dòng thứ tư là anh em ghi tên của mình đó. Rồi dòng thứ năm này anh em ghi năm tháng ngày nha tất cả anh em. Dòng thứ sáu này là anh em ghi giới tính. Rồi anh em tải lên một bức ảnh cho mình là một bức giấy chứng minh nhân dân mặt trước và một giấy chứng minh nhân dân mặt sau và một cầm một cái tờ giấy như gì nè. Cầm một tờ giấy ghi chữ Winbank ơi Bithumb Winbank nha tất cả anh em. Rồi như vậy. Bithumb Winbank nè, Gobank nè và ngày năm tháng và một cầm tay giấy chứng minh nhân dân chỗ này nè. Anh em up lên, lưu ý anh em up lên một bức ảnh dưới 2 MB tất cả anh em. Rồi sau khi anh em KYC thành công thì nó ra một cái giao diện cho anh em khác liền. Là anh em nhận được cái 20.000 đồng CBC này để mình coi giá trị của nó bao nhiêu tất cả anh em. Anh em chờ chút. À, rồi rồi. Mắc cúp. Em lướt xuống rồi. CBC em chờ chút nha. Tại như tôi lo không tại có không được ta. Em chờ chút nha. Thì giá trị hiện tại của một đồng CMB là bằng 0,075 USD nha tất cả anh em. Thì kèo này mình nhận tham gia event fee của nó thì mình chiếm thôi. Có nhiều event trên đây rất là hấp dẫn nhưng mà nó mắc mình nạp nha tất cả anh em. Nhưng một cái event nhận 500 token CZZ thì anh em nhấp vào đây mà tham gia nha. Rồi video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em thành công nha. Ok, chào tất cả anh em.